nay chơi trò gì? Hello, xin chào gấp bao nhiêu cái máy bay? Mình là Hồng Lê. Hôm nay bọn mình sẽ chơi trò chơi gấp máy bay. Bằng giấy. Bằng giấy. Mỗi chị hai đội đấy thi nhau gấp, đội nào chiến thắng thì sẽ ngồi chơi, đội nào thua sẽ chạy 5 vòng sân. Ok. Bắt đầu chia toán thông tin đi. Vừa điện cơ. Sắp hết thời gian rồi nhá. Đấy chưa? Bọn này không đủ lần gấp đẹp giống bọn ta đâu. Gấp lại mấy cái này đi. Thôi sắp hết thời gian rồi. Anh em gấp lại đi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi.
đếm quá. Đếm bên này trước. Đếm cái đẹp mà. Ừ, đếm bên này trước. Đếm cái đẹp. Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Nó bị tuột ra. Cái này là cái gì đây? Đấy. Bên anh chả thế, nó chả bị tuột. Wow. Đếm. Máy bay đẹp thế. Máy bay nào cũng được. Máy bay nào cũng được. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Đi ra đây mà, đi ra đây. Đi ra đằng này, đi lên trời mà. Đi lên trời. Đi lên trời đi. Mọi người ngồi xuống.